Sao nhìn giống đường tăng quá vậy tám? Có mấy cây cầu đòn gánh anh Hậu? Tấm lòng của những người làm ruộng làm rẫy gửi cho các cô chú ở trên Sài Gòn, những người mà đang gặp khó khăn và nhất là cái vấn đề rau củ như thế này. Trồng dưa này chắc cực lắm nha chú. Đi cứ cho ta thấy luôn. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác, quý anh chị. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại một cái xóm rẫy. Thì cái khu này người ta sẽ trồng rẫy không? Hôm trước thì Bùi Hồ có thực hiện một cái video clip, đó là thu gom những cái rau củ quả để mà chuyển vào khu cách ly. Thì sau đó thì em phong bụi ở Sài Gòn có nói là hiện nay ở Sài Gòn thì việc cần rau hơn là cần thịt bò. Nên anh Bùi Hồ có thể rau để mà chuyển cho ở trên Sài Gòn một ít. Và hôm nay thì em phong thì Bùi Hồ cùng với lại ông Dượng tiếp tục đi thu gom dưa leo nè, rồi rau củ quả để mà chuyển lên Sài Gòn nha cô bác quý anh chị. Và sau lưng của Bùi Hồ với lại Dượng Tám đó là cái khu này gọi là cái vườn dưa leo hay Dượng Tám? Dưa leo. Dạ, thôi bây. Dưa leo với hoa này đừng mẻ bỏ. Dạ, thôi bây giờ hai Dượng cháu mình đi qua ha. Ừ. Cái dưa leo này thì người ta bán cho lái hết rồi. Bây giờ mình vô tận vườn để mà mình hỏi coi người ta có chia lại cho mình hay không. Rồi sau đó thì mình sẽ ghé hai vợ chồng của anh Út với cô bác của anh chị để mà chia bồn ót. Ok, cầu này đi ghê quá ta. Trời, thiệt ghê thiệt luôn á. Cô bác của anh chị thấy không? Tim là không dám đi cái cây cầu này đâu. Ôi, đi sợ nó trơn á vậy đó. Cái cầu này mưa không dám đi đâu. Này khổ quá. Ô, hỏi con chưa. Anh, khổ quá này. Mình cần cho lái hết rồi gì anh? Gì hả? Còn cái khổ quá nào ấy không? Có thể chia lại cho em để em đi chuyển đi từ thiện được không anh? Dạ, nhiều cũng được đó. Anh cũng chia nhiều dưa leo cho nó vừa vừa khỏi đẹp cũng được nữa. Cho 20 kg được, chứ đâu có nhiều đâu. Dạ, nhiều em lấy nhiều à. Để em chuyển đi cho từ thiện ở trên Sài Gòn á. Ha. Chia cho anh 20 kg đi. Dạ. Thì bây giờ anh lựa ha. Chút nữa lấy ha. Dạ. Chút anh cần 20, 30 cũng được nữa. Rồi. Anh ví dụ như mai mốt anh có hái nữa không? Hay là bữa nay thôi? Ngày nào cũng hái vậy. Dạ. Mỗi ngày anh để cho em vài chục ký được không? Trái cỡ này nó hết ít trái rồi, nó không có để nhiều được. Dạ. Có là chị chân đó cầu hái chân đó nhiều. Quá hả? Cũng không quá. Cây me đó đó. Ừ. Có nghĩa là em làm chuyển lên từ thiện với người Sài Gòn, người ta hiện nay cần rau củ nhiều á. Này mua mình chuyển lên tránh nè. Anh có nhiêu anh chia cho em nhiêu ha. Rồi không, mình không cần đẹp lắm, đẹp quá thì mình cân cho lái cũng được, vừa vừa thôi. Mà dưa leo đèo là dưa leo ngon, ở khổ qua đèo là khổ qua đắng, khổ qua ngon phải không? Mắc hơn. Nhỏ thì mắc hơn. Mắc hơn phải không? Mắc hơn khổ qua trái trơn. Ừ, trái bự. Như trái này là ăn ngon nè đúng không? Tùy theo người thích. Có người thích ăn nhỏ, người thích ăn bự. Còn cái vườn dưa leo ở dưới anh? Dưới. Bây giờ chút xíu này em quay lại ha. Được. Rồi. Lát nữa anh cho em xin số điện thoại được không? Được. Ừ, vậy ha. Được. Rồi, may mắn là còn rau này anh. Rau này đã bỏ rồi. Bỏ hả? Ủa rau này tốt mà. Có gì đâu ta chặt bỏ rồi đó. Tại lái không căng. Ồ nhưng mà em thấy rau này được mà. Rau này là biết rau gì đâu. Rau gì? Nhưng mà rau này tan sống được không? Sống cũng được mà nó hơi cay. Nấu canh hơi cay. Nấu canh được không? Cay. Ồ, nguyên con rau luôn chứ. Cái này của người ta ta không thu mua rồi cắt bỏ. Ấy. Đây. Chút xíu qua. Cô bác quý anh chị thấy cảnh đồng quê thanh bình không? Mà rau này mình thấy cũng được hay vậy? Cái này
muối dưa cải đó phải không? Rồi, muối dưa cải đó. Dưa cải này để muối ăn lâu là ngon luôn á. Ừ. Để mình hỏi Phong không biết dưa cải có cần muối không? Muối mình. Mình biết được muối. Mình chuyển lên trển người ta muối. Ta muốn cho hay ta cho? Ở đây là cái vườn gãy nên thành thử đi xuống đây đụng gãy hết à. Và theo chia sẻ của người dân thì mình sẽ lại đằng kia. Đám dưa đây. Hồi đó giờ không biết là cô bác quý anh chị có thấy những cái cây dưa leo này chưa. Mấy người ở biển chắc không biết ha. Thấy trái thôi nhưng mà chưa thấy dưa. Dưa leo này nó gần tàn nào phải không? Nè. Ừ. Nè. Cái nào nó lớn lên ta hái hết à. Cô Mai phải không? Dạ chú. Chú phải cô Mai không chú? Dạ cô. Tại con á tính hỏi mua, nhờ cô chia lại dưa để con chuyển lên Sài Gòn để mà làm từ thiện, để con thu gom, để con chuyển lên Sài Gòn cho từ thiện đó cô. Dạ. Con ra con hái phụ cô cũng được nữa. Có dưa dạt bây giờ lấy nhiều ít. Có nhiều con lấy nhiều. Tại con làm từ thiện mà người ta mình cho nhiều là lấy nhiều. Đúng rồi chú. Dạ. Dưa dạt. Dạ. Dạ. Con ngồi đây đi. Dạ, cho con uống ly nha. Ừ, uống đi, đó là rót vô. Chú là trại dưa của chú luôn á hả? Hết luôn hả? Này ăn. Dạ. Nhìn mấy cái trái dưa này là ăn ngon lắm hả? Nè. Nè, cái này nữa nè. Đó. Ờ. Ồ, nè. Ăn thôi. Cho con hái thử vài trái ăn nha chú. Ừ, hái đi, không có gì đâu. Lần đầu tiên mà mình chui vô cái vườn cái luống dưa của bác quý anh chị. Trồng dưa này chắc cực lắm ha chú. Đi cứ cho ta thấy luôn. Này là ăn trộm dưa. Ăn nè mà còn nhóc ở đây nè. Ừ. Ôi ngon dữ luôn á nè. Tàn à. Tàn à đó mà còn nhóc ở đây á. Tàn là sao, là mình ruộng hay sao? Tàn là nó gần hết rồi. Dạ. Ruộng dây. Chừng nào chú ruộng dây? Ruộng dây rồi là mình ruộng dây mình hái mấy trái đó lại. Ừ. Nào hết thôi. Rồi con cảm ơn chú, con đi theo cô á. Sao được ghẻ được rồi. Ghẻ biết sao không? Mua được nhiều. Đã cho nhiều. Mua này chuyển qua xuống dưới Thanh Bình xe của Hồng Cường đó nên gửi xe ngoài lên đây. Như anh. Cái này là 12 ngàn, còn cái này 10 ngàn, còn cái này 8 ngàn. Ba bịch hả? Ừ. Cái à, này nó tới 12 ngàn ký đó. Mình lấy lỗ thường thường này đó. Kêu cái này 10 ngàn. Mình lấy ba bịch này đi. Chạy xuống mà dưới cộng dưới này được không mà lộng? Thì lấy hai bịch này đi ha. Ừ, dưới bịch này đi ha. Đi hai bịch lỡ nè. Dạ. Dạ. 10 ngàn với này 8 ngàn. Đây, xuống cái này nhiêu? Cái này 12 ngàn ký. Vậy hai đó, ba đó đi. Nó đi vườn hầu về. Hết là nhiêu tiền? 300 ngàn không? 260 ngàn. Có bớt không? Chỗ đi 10 ngàn. Dạ. Rồi ok anh. Cảm ơn anh, ngày mai có gì em alo anh nữa ha. Ừ. Cái này tới rồi. Này là của Mạnh Thường Quân ủng hộ nè. Em gửi cho anh. À, mà không có ai gì hết mấy. 250 ngàn. Đây. Ba bịch. Ba bịch đó là bao nhiêu ký ta? Lâu. 30 ký hả? À, 260 ngàn, anh này anh bớt 10 ngàn. 30 ký. Đó, để mà chuyển lên Sài Gòn. Nhìn ngon ghê vườn đó. Ừ. Mới mẻ. Anh này không biết là anh thấy mình tội nghiệp hay là anh thấy người ta tội nghiệp mà anh cho thêm hết luôn hả? Mấy cái này hơi nứt trái. Nứt trái hả? Anh có vợ chưa? Có rồi. Có con chưa? Có luôn rồi. Vậy hả? Con trai hay gái? Gái. Mấy đứa anh? Mấy con đứa à? Mai mốt anh có thêm đứa nữa, con trai. Cho đi, mai mốt có đứa nữa, con trai.
Cho này người ta mừng lắm, tại vì ở trên Sài Gòn hiện nay rất là hiếm luôn. Anh tên gì? Tên Hậu. Anh Hậu hả? Ồ, cùng chữ Hờ luôn. Em tên Hồ nè. Có cháu đồ cũng làm ở thành phố, mấy cao cổ chạy con mắt. Biết đâu đưa này lên cháu anh gặp anh đến sao? Anh Hậu năm nay nhiêu rồi? 35 tuổi rồi. 35 lớn hơn em tuổi. Mua 3 bịch, anh Hậu cho mình thêm 1 bịch đó cô bác của anh chị. Ờ, bây giờ đó cho là lấy à. Đó, bây giờ Dựng Tám sẽ gánh gánh 2 bịch khổ qua. Sao nhìn giống Đường Tăng quá Dựng Tám. Có mấy cây gò đòn gánh anh Hậu? Có 1 cây mà. Ờ, nặng không Dựng? Mà thấy đi cây cầu lắc lư ghê quá. Nãy mình đi một mình Bùi Hồ mà đi cái cầu như thế này á cô bác anh chị. Là đi theo cây cầu của mà Dựng Tám đi như thế này á, đi một chân không thôi, cầm cái máy quay một tay cầm cái đó. Là đi cũng lắc lư sợ lọt xuống kinh này luôn, cái là thúi luôn. Để đầu bờ thôi nha Dựng Tám. Đó. Rồi lát tí xíu nữa hai Dựng cháu chuyển về. Thì đây là tấm lòng của những người làm ruộng làm rẫy gửi cho các cô chú ở trên Sài Gòn, những người mà đang gặp khó khăn và nhất là cái vấn đề rau củ như thế này. Mong cái chuyến hành trình mà gom rau củ ở miền Tây như thế này thuận lợi để mai mốt mình có thể chuyển được nhiều hàng hóa rau củ lên trên Sài Gòn như thế này nữa. Và gặp anh Hậu với cô Mai mình sẽ đi hỏi vòng vòng ở dưới nữa. Con sẽ sắp cái bịch này cho. Ờ, sắp bịch đó ha. Cô bác quý anh chị chắc có lẽ là mình tắt máy để sắp một bịch qua như thế này đó. Quậy trong dựng đi cái. Một bọc 160. 160 kg à? Ừ, gồm bọc nãy cô dưới sách lên 9 kg đó, cô cho đó. Lấy 100 kg được thôi thì được không? 100 kg thôi được không cô? Biên em nó gỡ nó như không, nó nghe nói nó điện mấy bọc nữa kìa. Con sợ chở điên lần không hết, tại hai chú cháu chở xe xuống trành xe của Thanh Bình. Chở Thanh Bình chở qua đầu cái này thì bỏ đó xe Hồng Cường lấy chứ gì, qua đầu đường qua đò nè. Con đem xuống Thanh Bình luôn. Trước tiên cô cho con lấy 100 kg trước đi, 10 bịch trước đi. Chả không biết nổi không nữa. Có ấy gì cô không? Có thiệt thòi gì cô không? Đâu có thiệt thòi vậy. Nếu lấy 100 thì lấy. Dạ. Lấy 100 mà đặng cái đó 100 với có mấy ký lẻ cô cho đó. Dạ. Có mấy ký lẻ đó là 10 đếm bọc là nó 11 bọc. Dạ. Nhưng thật sự lấy tiền 10 bọc đó. Dạ. Con cảm ơn cô. Để đằng đó sẵn rồi hả cô? Ừ, để tính được cho anh. Dạ, con lại đó con lấy 11 bọc ha. Ừ. Con gửi tiền trước cho cô luôn ha. Thì cho hay trước. Dạ. Để điện nhiều khi mấy bà lái người ta lãnh bển rồi cái giờ mình giật ngang lại người ta hơi thuyền thuyền hơn, người ta cũng mất cái. Con gửi cô 400.000 hả? Ừ. Cô cho một bọc nữa. Cho cái đó bọc là không có đủ 10 kg. Dạ. 8 kg thôi à. Có xin cho điện thoại bà. Dạ, rồi con cảm ơn cô ha. Ừ. Cô Mai hả? Dạ. Ồ, hành này cô bán sao cô? Bán tạ không à. Ồ, lần 100 kg hả? Tạ là 60 kg. 60 kg là nhiêu tiền? 60 kg 550. Ê, cái này mua gỡ được rồi, hành đẹp. Ừ. Mua cũng là vài bữa rồi cũng hết rồi. Mua làm từ thiện. Ừ. Ừ. Mà cô này bán lần 60 kg, hành mua 60 kg sao hết. Ví dụ mua tạ thì tôi bó lọn gì nè, lọn 3 kg gửi là cỡ 20 lọn là cỡ tạ, trừ hao cho 10 kg đó là cỡ 60 à. Ừ. Chứ không phải mà tính 60 đủ. Nó nhỏ vậy đó, lọn gì 3 kg gửi nè. Dạ. Ủa sao đi đâu? Ở đâu mà đi mà sao lọc gì đây? Tân Bình này chị mua đang chờ gửi lên Sài Gòn. Dạ, làm từ thiện. Chứ bên đây cánh bên đây thì không có sổ đủ. Dạ. Ôi trồng vườn hành nhiều quá ha. Này là trồng gì ta? Hành cũ hay là sao lá? Hành này nè. Gì nè, ví dụ mình mua về mình tét ra gì nè. À. Bụi gì nè. Người ta cắt lá, người ta để lá, người ta cắt gì nè. Dạ. Cái ta ghim xuống ta trồng là nó nở tới bụi gì nè. Điện không mày. Ừ. Cần hành không mua vậy mới gửi tỉnh cho nó. Ừ. Hỏi nó coi, không biết nó cần. Sao không cần trời. Nó chớ hành là cần nhất chị. Tại vì mình nấu nướng là phải cần hành. Đúng rồi.
chứ mấy người khu cách ly mình thấy tội nghiệp lắm. Ừ thiệt, đợt này dịch bệnh này thấy tội thiệt, thấy tội thiệt nè. Hồi nãy nó cũng đi làm từ thiện thấy cũng tội nghiệp, bởi vì cũng giá trời cho mau hết. Giá trời ai cũng vậy, bà con ai cũng vậy cho. Mình mặn được, người ta mặn được, ai cũng khỏe hết trơn. Thấy tội thì ghê luôn, bữa nào cũng coi tranh thủ đang coi thật sự. Nè, hôm qua nó chở vô xe từ thiện vô trong khu cách ly Tâm Đông tổng. Nay nó gỡ lên thành phố. Mắt chị đi gom gì nè, chị đi gom gì nè, bắt đầu cái chiều chuyển qua xe gỡ ra ngoài, thằng kia ngoài kia nó nhận để cho mấy người khu cách ly người ta nấu ăn á. Bây giờ ngoài chuyển từ đâu có miếng sớm dữ lắm. Đúng rồi. Tội thì ghê. Tội. Mình thấy mình gì mình khỏe dữ lắm đó. Bởi vì giá trời cũng thật cho mau hết. Ai cũng đều hết, mình cũng mừng. Cô lo dữ không? Để mai mốt cái vận động mạnh thường quân thêm để mình ủng hộ thêm. Bây giờ có nhiêu thì tại mạnh thường quân cũng gửi tiền ủng hộ để mua. Thì sau đó mình mua mình gửi lên trển. Mình ở trên Tân Bình á. Dạ. Em là đi làm bây giờ đi quay YouTube nhưng mà có nghĩa là cô mai mốt là cô lên YouTube á. Ủa nãy giờ đó hả? Nãy giờ đang quay. Vậy thôi đừng có quay lên kia vậy. Mình đang vậy có gì đâu chị. Ngại không? Ngại sao ngại trời, nói chuyện nãy giờ gì quay lên đó hả? Dạ, nãy giờ cầm máy quay là quay nãy giờ. Vậy hả? Ừ. Mua ba cái rau trên kia kìa. Nhổ rau muống mấy bà cũng quay mới nói trời con mình làm phước người ta. Em mua cái bồ ngót của anh kia. Lúc đó anh bán cái hồi anh cho nguyên công luôn. Có mua là gần đây thôi chứ xa ngày là sợ không. Dạ, khoảng 2-3 ngày gì á. Nãy giờ thì cái cô này nhổ đây được 2-3 bó rồi. Mình có hỏi em Phong thì bây giờ mình trước tiên là mình chuyển lên khoảng 20kg rồi. Cô với chú này thì bán là tầm là một tạ thì mới bán thôi chứ không có bán lẻ. Nhưng mà thấy mình đi cái cô với chú chia ra trước mớ, mai mốt hỏi mua thêm. Nhổ này nghe mùi có cay mắt chứ không chú? Đỡ hơn là ba cái tỏi đồ ha. Nhổ xong vũ ra một bó gì là như cô mình vô nhà mình mới căng căng được ha. Tại vì cái vô nhà mới căng. Dạ mà cái này thấy cũng nhổ dễ hả chú ha, dễ nhổ nhẹ nhưng mà để có những cái clip như thế này là phải làm cỏ nhiều nào mướn người ta kéo lên xới kéo 2-3 đợt. Ở đây mình là hậu phương người rau củ cho mấy người ở Sài Gòn á. Đúng á, quay thật sự chị nó chuyển bằng xà lan á. Tội nghiệp thi ghê lỡ tất cả cái rồi xe tải đồ đó lấy tội nghiệp ác. Bà hả, tôi thấy ở Đà Lạt rồi ta cũng gãy vô đất á. Dạ. Cái này hết này công hành không cô chú? Công. Công đó. Công đó hả? Làm gãy này là cực hơn làm ruộng rất là nhiều lần luôn. Tôi cũng có màn ruộng nữa nè, màn ruộng đâu có cực bằng nhưng mà hổng gầy là chú bán có lời chưa? Trời ơi lỗ, đã bán là lỗ đó. Bán là lỗ hả? Lỗ. Trời ơi. Họ lấy 4 bó này được rồi, lấy 4 bó này được rồi tính nè. 4 bó đó được rồi. Để coi ở trên đó nhu cầu cần nhiều hay ít, sau đó mình sẽ chuyển thêm. Nhổ hành nhìn đã chứ. Chạy ôm bó này đi. Em ôm cho. Dạ. Nhổ giờ nghỉ chưa hay là nhổ nữa cô? Chút nhổ nữa. Dạ hả? Cái này cải nữa nè. Cải này chắc cô nhổ rồi quá. Chưa nhổ. Chưa nhổ hả? Rồi 7,5 kg, cải 7kg luôn. Mà trồng thấy hành nhiều quá mà bán ít tiền quá, thấy nó uổng sao nè. Đợt này lỗ vốn là xiên rồi. Lỗ vốn là xiên. Lỗ rồi. 7kg. Để 2 bó nữa đi con. Ở đây mát thiệt hả cô? Sống gì là còn ngon lành luôn á. Là 15kg. Dạ, chị có
nấu nấu canh hay là kho hay là gì cũng cần hành hết á. Là 15 kg rồi phải không? Dạ. Để lấy hai đại hành. Hết. Máng hai bên không đó à. Dạ, cảm ơn. Cái đó là chạy ra mấy ký rồi. Là tổng cộng là nhiêu tiền cô ha? Một ký bao nhiêu tiền? Thôi lấy cái này 200 ngàn đi. Rồi, chị bán gì cho luôn đó. Thôi thôi. Rồi. Này con gửi cô nè. Dạ. Dạ, rồi cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe ha. Rồi. Mà trước dễ lái không? Trước chị dễ mà. Xe, xe chở hàng mà. Chở tới 150 kg lận. Rồi vậy là quá im rồi. Bây giờ dựng bám sẽ chở về ở trên bến đò. Dạ buổi hồ chào cô bác quý anh chị. Thì tiếp tục cái hành trình mà gom rau củ quả ở miền Tây để chuyển về lên Sài Gòn á. Bùi Hồ có điện cho anh Út. Anh Út ở đây thì cô bác quý anh chị biết không, giờ này cũng 12 giờ trưa rồi. Và Bùi Hồ điện nó chiều nay chuyển lên thì anh Út ảnh hai vợ chồng ra cắt luôn. Mặc dù là trời nắng như thế này hai vợ chồng ra cắt giữa trưa luôn. Mới thấy cái tấm lòng của người con ở dân quê miền Tây như thế nào hay cô bác quý anh chị. Và hôm nay thì mình đi đến đây với ông Dượng với lại thằng em ngoài sau để mà gom gom bùn ngót về. Và điện anh Út 11 giờ rưỡi là anh Út đã ra cắt ở cô bác của anh chị. Và đây là cái công bùn ngót của anh Út nè. Hồi nãy giờ chắc anh Út cắt cũng khá là nhiều rồi. Lấy hai bao kìa. Hôm nay thì hôm trước em chuyển về ở dưới người ta mừng quá luôn anh Út. Dạ. Dạ, người ta mừng lắm. Hôm nay mình chuyển xuống chành xe cho người ta chuyển lên trên kia. Hôm qua thì đi tới trạm luôn. Đi tới trạm mà mình không có vô trạm. Mình ở ngoài cái quầy cơm người ta nấu riêng á. Ta đâu có cho mình vô. Mà mình cũng đâu được vô. Dạ, mình cũng sợ mình luôn. Hôm tối á, thì có con gái của Nút nhắn tin bình luận ở trên clip á. Dạ. Nó cắt là người cắt là ba mẹ em á, nói trên này hiếm rau lắm luôn. Dạ. Dạ. Mình chở xuống Thanh Bình thôi, còn xe tao muốn đi đâu tao đi. Chở xuống Thanh Bình đi Sài Gòn á. Mình không có đi xe tải. Đi theo đó nguy hiểm lắm. Đó thấy không Kiệt? Nút cho hết luôn á. Ôi. Dạ. Làm gì không có tiền mà vui không anh Út? Không vui. Hả? Vui vẻ lắm. Dạ. Yeah. Giúp mà cho dân khổ. Dạ. Nhưng khi có tiền mà không được vui nữa hả? Lúc này gian khổ thì mình có gì mình giúp nấy. Dạ. Trưa điện cho Nút mà hồi trưa điện 10 giờ mấy nó 11 giờ cắt là Nút rồi. Rồi cắt luôn liền luôn á. Hôm nay hai vợ chồng có làm cái công việc gì khác nữa không? Không, có mặn gai thì bữa dắt điện đó thì vừa về nhà đó. Dạ. Chồng bá ớt đó. Dạ. Hôm nay chắc mình cắt khoảng 100 kg rồi Nút. 100 kg là mấy clip này hết đủ không? Đủ. Bây giờ em lại đem băm tiếp đây. Hôm qua chị có coi cái clip của mình không? Nó hay cho nó theo. Dạ. Sao vậy? Chị mấy đứa cháu nó sao không cho nó hay. Để theo để cắt tiếp phụ hả? Ừ. Sáng nay em cũng mới đưa mua một số rau củ. Rồi sẵn đây mua một số khổ qua đồ hả chị? Ừ. Đó, rồi
sẵn này bạn của em nói là cần rau nhiều á, mà rau này người ta ghiền lắm. Dạ. Dạ. Này quý biết bao luôn. Bây giờ miền Tây mình chuyển lên là nhiều quá. Mày chuyển thành phố luôn hay sao? Dạ, em đi xuống chành xe của Hồng Ngự á. Ủa, có thằng Thanh Bình á. Dạ, chuyển rồi. Cái em để xe đó, em để dưới xe cái người ta tự sắp, người ta chuyển rồi ta chuyển. Mình cũng không có tiếp xúc với ai. Mấy ảnh chắc có đi với ai không, xã nữa. Không, bây giờ người ta đâu có cho người đi đâu. Nên chị cứ an tâm. Mà mình làm gì trời thương mà. Cái cảnh của nông thôn của mình là nhìn đẹp lắm á. Thấy người dân lam lũ mà đẹp dữ lắm. Dạ. Làm ở Sài Gòn luôn. Còn nhỏ thứ ba đó thì nó học bên đại học kinh tế, mà đại học quản trị kinh doanh. Dạ. Vậy là cái hôm người tối nhắn tin cho em lần tra là cái toán đó. Cái toán đó đi làm rồi đó hả? Đi làm rồi. À. Chưa có gia đình luôn. Chưa. Nay 24 tuổi rồi. Còn nhà em nó ở chung với nó. Dạ. Cái em nghỉ hè rồi nó ở lại chị đó. Dạ. Hai chị em ở. Hai chị em ở quận mấy mình không biết luôn hả chị? Nó ở quận 10. Quận 10 hả? Ừ. Ôi, hai trẻ con luôn á. Ừ. Nói không? Ồ, thấy ốm yếu mà giác cũng dữ ha. 50 hả? 50kg rồi cô bác anh chị có bao nhiêu á? 50kg luôn á. Trẻ phải đi cháu cự á. Ở trong cái clip trước á, Bùi Hồ nói trẻ á. Con cháu của anh Út cười. Tại vì có con cũng 24 tuổi rồi. À, có 24 tuổi. Dạ. Gần làm xuôi luôn rồi. Ở làm xuôi được rồi chứ. Phải, nó không học thì làm xuôi rồi. Dạ. Chắc mai mốt ở Sài Gòn luôn rồi. Rồi ví dụ như sau này già có hai ông bà già ở nhà hả? Thằng trai nhà nữa. Thằng trai nó 12, 13 tuổi rồi. Học trường học lớp 7 rồi đó. Mai mốt học lên ở Sài Gòn luôn rồi sao? Không cho đi gì quá. Cho hai đứa con gái nó ở chỗ nó mặn gì nó mặn. Dạ. Còn thằng trai để nhà nó gãy. Phụ tiếp. Đi hết ai đâu. Tại vì quê ông bà cũng ở đây mà. Bỏ quê hương đâu được đâu. Nó đi rồi nó về. Dạ. Cháu đi bố về đâu, về đâu. Dạ, tuổi trẻ mà. Dễ gì mới đứa chịu về. Không cho đi đâu. Cực lắm, nói vậy chứ mình làm ruộng đi cực lắm mới có tiền á. Làm ruộng gãy này nè. Mình đâu phải thấy thu hoạch vậy là có tiền đâu, mà lúc mà cái thời gian mà hai vợ chồng anh Út mà chăm sóc mà tưới sạch rồi làm cỏ đó. Ồ đâu phải. Dưỡng đủ thứ á. Người ta nói làm lúa là 1-2 phần chứ làm gãy là nó phải 10 phần. Gãy là chung ngày nào phải đọc bệnh xuyên thì ngày nào phải. Dạ. Cho hết luôn cô bác quý anh chị. Anh Út với chị Út nói nữa. Gọi là anh chứ gọi là chú đúng hơn. Nữa cái clip này bên kia á, này còn nhiều lắm chị. Dạ. Người ta nói là cho đi là còn mãi mà. Nói chung cũng không giàu có gì mà ta thấy thôi, thấy dân già nó bệnh hoạn khổ quá. Mình có gì giúp nấy chứ không phải là chứ không phải là mình giàu ha. Có gì mà. Dạ. Thì ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có của giúp của, ai có công giúp công. Rồi cảm ơn. Dạ thôi được, nhiêu được rồi. Là 100kg rồi đó. 100kg này rồi 100kg dưa leo luôn á. Dạ rồi khổ qua nữa, rau muống nữa. Thì trước tiên là mình chuyển vậy đi. Rồi cảm ơn chị Út nha, chúc chị Út sức khỏe.
hai vợ chồng luôn có sức khỏe, con cái thành đạt nè. Đó, thấy nông dân cô bác của anh chị. Dạ. Nhiều đây 50 kg gì? Giác nổ không? Nói. Dạ. Nổ không ba giác nổ không? Dạ, nói. Rồi, mai mốt hẹn gặp lại anh Út với chị Út nữa. Thấy mấy người nông dân quê mình thật thà lắm, làm lũ gì chứ mà vui. Nhân tám ổng có 52 kg à, mà ổng vác cái bao đó, ổng vác cái bao đó 50 kg rồi. Mong bà con mau qua đại dịch đi. Dạ. Quá khổ rồi. Ôi. Ở đây cải, 4 bó cải với lại mồng tơi Úc. Dạ. Rồi con gửi tiền nè. 15 kg cải. Dạ. Cải là 15 kg. 15 kg cải. Dạ. 6 kg mồng tơi. 6 kg mồng tơi. Bên kia nữa không? À, bịch vậy là 5 kg ha. Cái này 6, cái này 4, cái bọc này nó nhỏ. Dạ. Hai cái này cũng 1 chục à. Dạ. 5 kg. Ồ. Hái sáng giờ luôn không? À. Cực dữ ha. Cái này gửi cho vợ anh Tấn. Cái này là gửi cho riêng ha. Ừ. Này là gửi riêng nè. Gửi riêng cho vợ anh Tấn nó nấu canh nè. Rồi, con gửi tiền. Có vợ được rồi. Mẹ lấy con muốn. Chắc này con mãi hết. Ôi, con muốn nhiều không chị? Có ba mấy ký vậy đó. Ờ, con gửi tiền này, con gửi tiền này đi. Này 15 ký 150. Tại vì bỏ người ta cũng 10 ngàn ha. Dạ. Cũng 10 ngàn, y tin 10 ngàn đi, 150. Còn cái này 6 ký rồi tính 5 ký đi. Dạ. 100 ký. Dạ, là nhiêu? 5 ký 35 ngàn, tại tải một tơ nó rẻ hơn gom cải. Là tổng cộng nhiêu hả? 150 thì 35, 185. Dạ. 6 ký đó. Đó, 742 với kia 150. Dạ. 35, 85. Rồi con cảm ơn Út ha. Rồi, bây giờ thì sách mình ra ngoài hả? Dạ, sách ra ngoài kia kẹt sách cho mình. Gửi một lần thì gửi cho nó đáng đó cô bác của anh chị. Nên hành thử ra là đây 35 kg rau muống. Ồ, có bó lại hết chưa chú? Bó vậy rồi đó. Ôi. Rồi, bó tay luôn rồi. Bán rẻ. Ờ, 4 cái. Dạ có nhiều lấy nhiều. Rồi hết trơn nhiêu tiền? 15 kg rau muống thì lấy 30 kg đó, cho 5 kg. Dạ. À, còn đu đủ thì 10 kg. 10 kg nhiêu tiền? 40 ngàn đi. Ký 4 ngàn. Ừ. Là 40 ngàn với cái kia là 30 kg là 30 kg mỗi ký là 6 ngàn. Ừ. 6 nhân 3 là 180 ngàn. Với 40 ngàn là 220 ngàn. Ừ. Dạ. Mà dính cái vẻ chỗ nào không? 200 ngàn. Đó, gom hết cô bác của anh chị. Nói chung là mình đi gom gì á thì nó vui, nhưng mà mấy người mà cho 5 ký 4 sao chở hết nè, 220 ngàn. Ở trên Sài Gòn á thì đói lắm, thương lắm, nên là nữ là mình chịu cực chức thì khó hơn ở dưới mình dữ lắm rồi đó. Dạ. Dưới mình thì có rau đồ ăn, còn ở trển thì giờ mua không đó. Mua mà mua mắc nữa. Nhỏ cháu mới mua kìa, nó nói 40 ngàn ký. Tha, nó ở ngoài Bình Dương đó. 40 ngàn ký rau muống. Ừ, 40 ngàn ký mới điện nó nói chuyện nè. Vậy sao cô bán con có 5 ngàn vậy? Ở quê mình mà làm sao đi ra tới ngoài bán được. Bán rẻ cho bà con ăn đi. Dạ, thôi con cảm ơn cô nha. Rồi, chúc cô sức khỏe nha.